Tối ngày 20 tháng 10, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự và phát biểu tại lễ trao giải. Sau hơn 9 tháng phát động, cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi, thu hút gần 470.000 tác phẩm dự thi, gấp 1,5 lần so với năm 2023. Ban giám khảo đã lựa chọn được 134 tác phẩm xuất sắc ở các thể loại để trao giải. Lào Cai có một tác phẩm đoạt giải B mang tên Thanh niên và những tác động từ môi trường mạng của nhóm tác giả Nguyễn Huyền, Thanh Tùng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai. Phát biểu tại lễ trao giải, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ Đảng. Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những hoạt động thiết thực đưa nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng cuộc thi sẽ tiếp tục đổi mới, bám sát yêu cầu thực tiễn, phục vụ ngày càng hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.